Còn ngay bây giờ là một ca khúc do chính Phan Đình Tùng sáng tác, nhạc phẩm với tựa đề Bởi Vì Anh Yêu Em. Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi, xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em? Vì sao em nước cất bước ra đi? Bao ngày qua khi bóng em dần xa, ân tình tưởng như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn hôn mong có em, người yêu ơi, xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói bay mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say, hãy nói là cuộc đời này sớm.
Em đi về nơi xa đúng không anh Quang? Tôi đã mời rồi, thôi thì mời luôn mọi người chứ, uống chung cho nó vui ạ. Đồng ý không quý vị? Quý vị cứ nâng ly lên nhiều nhiều đi cho ban tổ chức người ta vui. Các bạn được bia nhiều người ta vui lắm. Chúng ta đến